Hot News Showbiz. Top 17 phim cổ trang Hàn Quốc hay, mới nhất mọt phim không nên bỏ lỡ. Dòng phim cổ trang chưa bao giờ giảm nhiệt đối với khán giả bởi những câu chuyện lịch sử luôn rất hấp dẫn với thế hệ hiện tại. Video này, mình sẽ giới thiệu top 17 phim cổ trang Hàn Quốc hay nhất mà bạn không thể bỏ qua nhé. Hoàng hậu Ki 2013. Hoàng hậu Ki kể về cuộc đời của Ki Seung-yang, một người Cao Ly bị cống nạp sang nước Nguyên làm cung nữ, sau đó đã trở thành một phi tần được vua sủng ái nhất và lên ngôi hoàng hậu. Bộ phim khai thác các khía cạnh về cuộc đời và tình yêu, kèm theo hư cấu của một nhân vật lịch sử người Cao Ly cuối đời nhà Nguyên là Ki hoàng hậu. Bà được biết đến là phi tần được sủng ái nhất và là một trong những hoàng hậu của vua Nguyên Huệ Tông, vị hôn quân lớn nhất trong lịch sử nhà Nguyên. Bà chính là mẫu thân của vua Nguyên Chư Tông. Tràng hậu Mr. Queen 2020. Tràng hậu là bộ phim được remake từ bộ phim cổ trang Trung Quốc từng nổi đình đám Thái tử Phi thăng trước ký. Phim xoay quanh việc anh chàng đầu bếp Giang Bong Hoan vì một tai nạn bất ngờ mà xuyên không về thời đại Joseon, sống trong thân thể của triết nhân vương hậu Kim So-yeang. Bằng tài nghệ nấu nướng của mình, anh đã dần dần chiếm được tình cảm của Thái hoàng hậu Thuần Nguyên vương hậu. Cũng bởi vì tính cách đàn ông của mình, So-yeang đã gây ra rất nhiều tình huống giờ khóc, giờ cười. Cô cũng dần nảy sinh tình cảm với Triều Tiên Trức Tông. Người tình Ánh Trăng 2016. Người tình Ánh Trăng được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Bộ Bộ Kinh Tâm của nhà văn Trung Quốc Đồng Hoa. Hee-su, Lee Ji-eun là một cô gái thời hiện đại bị xuyên không về thời Cao Ly và gặp được các vương tử. Tình yêu, tình bạn và sự tranh quyền đoạt vị kết thúc trong nước mắt, theo đúng nguyên tắc. Bộ phim được đài SBS đầu tư hoành tráng từ ekip hùng hậu đến tạo hình, dàn diễn viên nổi tiếng được nhiều khán giả yêu thích. Đoạn kết của bộ phim được đánh giá là đau lòng hơn cả bản Bộ Bộ Kinh Tâm của Trung Quốc, khiến khán giả không kìm được nước mắt. Mặt trăng ôm mặt trời 2012. Mặt trăng ôm mặt trời xoay quanh chuyện tình giữa Lee Hun, quốc vương triều đại Joseon, và Ha Yeon-u, con gái đại đề học Hoàng Văn Quán. Lee Hun gặp Yeon-u trong một lần nàng vào cung và đem lòng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô tiểu thư thông minh, xinh đẹp Yeon-u sau đó đã được chọn làm thái tử phi của Lee Hun. Nhưng cô bị hãm hại và qua đời bởi một âm mưu chính trị. Lee Hun buộc phải kết hôn với Yoon Bo Kyung rồi một ngày kia, định mệnh đã đưa Lee Hun gặp nữ pháp sư giống Yeon-u. Chàng bắt đầu nghi ngờ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ và tiến hành điều tra về cái chết của nàng 8 năm về trước. Truyền thuyết Jumong 2006. Truyền thuyết Jumong kể về hành trình giành lấy ngai vàng đầy gian nan của vua Jumong. Thông qua đó, phim còn cho ta thấy những hành động của ông để giúp đất nước phát triển hùng mạnh. Phim xoay quanh cuộc tranh đấu cân tài cân sức giữa ba vị hoàng tử là Daeso, Yeongpo, Jumong. Những thử thách nào sẽ xảy ra với cả ba vị hoàng tử, cách họ vượt qua sẽ khác nhau như thế nào? Tiểu sử Chuyện nàng Dong Y 2019. Tiểu sử Chuyện nàng Dong Y được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng của tác giả Hyejin Young. Phim là hành trình Chuyện nàng Dong Y được tìm lại thân phận thật sự của mình. Chuyện nàng Dong Y được vô tình lạc vào ngôi làng chỉ toàn nữ nhân. Vì muốn che giấu thân phận của mình, anh quyết định cải trang thành nữ giới. Cũng tại nơi này, anh tình cờ gặp gỡ Dong Ju. Dong Ju mặc dù biết Nokdu được không phải nữ nhân nhưng vẫn tình nguyện giúp anh che giấu sự thật. Cô nhận anh làm mẹ nuôi. Từ đây, những tình huống giờ khóc, giờ cười xảy ra. Tình cảm giữa họ nhờ vậy cũng dần nảy sinh. Chuyện tình ở Sungkyunkwan 2010. Chuyện tình ở Sungkyunkwan lấy bối cảnh ở học phủ cao nhất thời Chosun, Sungkyunkwan, xoay quanh tình yêu và tình bạn của 4 con người trẻ tuổi. Dưới thời vua chính tổ, việc phụ nữ đi học và trở thành quan là điều cấm kỵ. Nữ chính Kim Yoon-hee đã cải trang thành người em trai hay đau ốm của mình để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Vì muốn thoát khỏi cảnh nợ nần, cô quyết làm liều, chấp nhận thi hộ. Vượt qua nhiều thử thách, Yoon-hee cuối cùng cũng vào thành quân quán học tập và sinh sống. Tại đây, cô làm quen được với 3 người bạn mới. Cuộc sống của cô mai đây sẽ như thế nào? Cửu gia thư 2013. Cửu gia thư kể về anh chàng hồ ly chơi Kang Chi. Kang Chi là sự kết tinh tình yêu giữa nam thần thú và nữ tử người thường. Anh luôn mong muốn rằng một ngày nào đó bản thân sẽ trở thành con người thật sự. Đồng hành cùng anh là cô nàng Jam Yeol-un. Kang Chi sẽ vượt qua những thử thách nào để thực hiện ước muốn của anh? Nàng Dae Jang Jeum 2003. Nàng Dae Jang Jeum kể về nữ lương y kiêm nữ ngự thiện phòng đầu tiên của triều đình Joseon. Phim đã tạo nên cơn sốt ẩm thực và du lịch Hàn Quốc khắp các nước châu Á. Lấy cảm hứng từ cuộc đời của nhân vật cung nữ có thật, câu chuyện cảm động về nàng Dae Jang Jeum phải sinh tồn giữa cuộc sống khắc nghiệt và nhiều mưu sâu hiểm độc nơi cung cấm. Để thực hiện ước vọng cả đời về việc chữa bệnh cứu người, Jang Jeum luôn phấn đấu tìm ra những bí mật cho nền ẩm thực thời Joseon cũng như y học cổ truyền. Sanolle 2010. Sanolle được xem là một trong những bộ phim cổ trang Hàn Quốc hay nhất và nhiều ý nghĩa. Phim tập trung vào dân đen để khai thác chủ đề cho riêng mình. Điều này thể hiện rất rõ nét qua 2 nhân vật chính trong phim là Lee Dae-ju và Song Tae-ha. Sanolle thu hút được người xem bởi những chi tiết bi kịch đậm chất hiện thực. Xem phim, người ta thấy được số phận con người mong manh trong thời loạn lạc. Họ chỉ sống với nhau bằng bạo lực và tra tấn dã man. Đó cũng là chất xúc tác giúp người xem bùng nổ cảm xúc khi chứng kiến các nô lệ vùng dậy phản kháng, thực hiện cuộc cách mạng để thay đổi số phận. Người gác đêm 2014. Người gác đêm là một bộ phim lãng mạn, giả tưởng, tạo được sức hút với nội dung đặc biệt lẫn cốt truyện, là một trong những bộ phim truyền hình cổ trang được khán giả yêu thích tại Hàn Quốc. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh những người gác đêm trừ gian diệt bạo ở thời Joseon. Ngay từ bé, Thái tử Lee Jin đã phải chứng kiến nhiều trận chiến khủng khiếp trong hoàng cung. Từ một lần bị ám sát bất thành, anh bắt đầu nhận ra mình có khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy ma. Chiến binh Baek Dong Soo âm 2011. Chiến binh Baek Dong Soo là một trong bộ phim ăn khách nhất của đài SBS năm 2011. Phim xoay quanh Baek Dong Soo, cận vệ thân tín nhất của hoàng đế. Phim nhanh chóng trở thành đề tài nóng khi tập hợp dàn diễn viên thực lực. Thêm vào đó, các mọt phim đều nhận xét rằng cảnh đánh nhau trong phim rất đẹp mắt, toát lên sự dũng mãnh của các chiến binh. Chuyện nàng Dong Y 2010. Chuyện nàng Dong Y kể về câu chuyện kinh điển của cung nữ Dong Y được lòng vua Súc Dong và từng bước được tấn phong làm phi tần Choi Suk Bin, về sau sinh hạ thái tử và trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cuộc chiến hậu cung cùng các phi tần khác cũng như công cuộc gạt bỏ định kiến về xuất thân thường dân của cô chứng minh người Hàn cũng có thể làm được phim lấy chủ đề cung đấu không hề thua kém đại gia phim cổ trang châu Á là Trung Quốc. Vương hậu 7 ngày 2017. Bộ phim Vương hậu 7 ngày dựa trên câu chuyện có thật của vị vua Trung Tông và Đoan Kính Vương hậu. Đoan Kính Vương hậu là vị trung điện có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử Joseon chỉ với 7 ngày. Đoan Kính Vương hậu là con gái của viên quan quyền lực, được quốc vương hết sức tin tưởng. Ước mơ được sống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc và kết hôn với người đàn ông mình yêu thương. Thế nhưng cuối cùng, Đoan Kính Vương hậu lại để mình rơi vào một mối tình chính trị đầy bất hạnh. Giai thoại về Hong Gil Dong 2017. Giai thoại về Hong Gil Dong lấy bối cảnh vào thời vua Isun Quân, một bạo quân nổi tiếng thời Joseon. Gil Dong là con trai của một nữ tỳ thiếp nên thường bị khinh miệt. Ngay từ nhỏ, Gil Dong đã luôn quyết chí học hành, rèn luyện võ thuật, tự học binh pháp. Sau này, anh trở thành thủ lĩnh của băng nhóm chuyên trộm của người giàu chia cho người nghèo. Và Gil Dong cũng là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa nông dân đầu tiên của Joseon. Nữ hoàng Xion Đúc 2017. Nữ hoàng Xion Đúc là hiện tượng phim truyền hình năm 2009 với ngôi vị quán quân Setting. Sự bùng nổ diễn xuất của hàng loạt ngôi sao thực lực và phần cốt truyện tôn vinh nữ quyền ở thời kỳ cổ xưa. Hành trình Lee Jo-won hóa thân thành cô gái cải nam trang rồi chính thức lên ngôi lấy vương hiệu nữ hoàng Xion Đúc. Tính đến nay vẫn là một trong những bộ saga Úc hay nhất về vương quốc Silla trong thời Tam Quốc Triều Tiên. Sông Đón Trăng Lên 2021. Sông Đón Trăng Lên kể về câu chuyện tình ngang trái nhưng cũng đầy lãng mạn của Pyongyang và Ondan trong bối cảnh cuộc chiến tranh giành quyền lực nơi hoàng tộc. Sau khi chứng kiến cái chết của mẹ mình lúc nhỏ, Pyongyang quyết tâm lên kế hoạch báo thù. Cô lợi dụng tình yêu của Ondan dành cho mình, từng bước tiến tới kế hoạch trả thù. Thế nhưng, chính Pyongyang lại bị lung lay bởi tình cảm mà mình cho là không nên có với Ondan. Trên đây là top những bộ phim cổ trang Hàn Quốc hay nhất, được cộng đồng khán giả yêu thích mà bạn có thể cho vào bộ sưu tập phim của mình. Sẽ còn những bài top phim nhiều thể loại nên hãy để lại bình luận về bộ phim bạn yêu thích và đừng quên chia sẻ video nếu hữu ích nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video này của Hot News Showbiz. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật các tin tức mới và hot nhất nhé! Hot News Showbiz.